Kính thưa quý vị, phản ứng của dân chúng về buổi tranh luận, tin từ Los Angeles, California. Trong tối ngày 3 tháng 10 năm 2012, dân chúng đã tụ họp ở nhiều nơi để xem chương trình chiếu buổi tranh luận trực tiếp. Ở tại một câu lạc bộ giải trí với sự trang hoàng, màu đỏ, trắng và xanh là màu của quốc kỳ Hoa Kỳ, có đầy những người đến xem. Buổi tranh luận đầu tiên này là lần đầu tiên liên danh của hai bên vai trong vai đưa ra lời biện hộ và tranh đấu. Một trong những người tới xem, ông Johan Morgan, dân cư Los Angeles và cũng là người ủng hộ Tổng thống Obama, nói rằng Tổng thống Obama đã quá tự phụ trong lúc chuẩn bị và ứng cử viên Romney có một vài điểm tốt. Vì vậy, Tổng thống Obama cần phải tấn công lại những điểm này trong buổi tranh luận tới. Một người khác, ông Matt Lazarus, cũng ở Los Angeles nghĩ rằng ứng cử viên Romney trả lời rất hay, nhưng đồng thời theo ông thì Tổng thống Obama cũng tấn công về việc câu hỏi trả lời thiếu chi tiết của ứng cử viên Mitt Romney. Theo cuộc thăm dò ý kiến về việc ai thắng trong buổi tranh luận CNN ORC thì ứng cử viên Mitt Romney đã được 67%, trong khi đó chỉ có 25% cho rằng Tổng thống Obama đã thắng. Ông Chuck Flores, hiệu trưởng một trường trung học ở Los Angeles, cho rằng cả hai đều nói lên nhiều điểm hay. Mặc dù có nhiều người cho rằng buổi tranh luận rất hay, nhưng cũng có một số cho rằng buổi tranh luận không giúp họ quyết định sẽ bỏ phiếu cho bên nào.